Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày 9 tháng 12 năm 2023 Hôm nay Vlog Minh Hải xin phép là sẽ dành toàn bộ thời lượng chương trình ngày hôm nay để nói về trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội hòa hai đều Trận đấu vừa kết thúc cách đây khoảng tầm hơn 40 phút Và đương nhiên là ngày hôm nay đúng là một cuộc đuổi bắt cực kỳ ngoạn mục về mặt tỷ số à, Những cái tiết tấu của trận đấu ở trên sân nó giúp cho chúng ta có được một cái cảm xúc cực kỳ mạnh các cổ động viên của công an hà nội cũng cảm thấy tiếc nuối với trận đấu này và các cổ động viên của Nam Định cũng cảm thấy có sự tiếc nuối. Hôm nay hai đội chơi một thứ bóng đá tấn công rất đẹp mắt, rất nhiều cơ hội được tạo ra, rất nhiều bàn thắng được ghi, tổng cộng 4 bàn thắng chia đều cho mỗi bên và đương nhiên là trọng tài Đình Thái sẽ trở thành nhân vật chính trong trận đấu ngày hôm nay. Bên cạnh uh, Rafael Sơn với một cú đúp, bên cạnh Văn Toàn với một tình huống kiếm được quả phạt đền. Uh, bên cạnh đó thì còn có bàn thắng của Quang Hải với sai lầm của Hữu Tuấn. Và thực sự ngày hôm nay chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để chia sẻ các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra trong uh, chương trình ngày hôm nay mình sẽ chỉ trả lời câu chuyện liên quan đến trận đấu này thôi còn những trận đấu khác thì xin lỗi các bạn là chúng ta sẽ dành thời lượng cho chương trình sau bây giờ thì uh, mình xin phép là chia sẻ một chút uh, về trận đấu này trước trận đấu thì uh, mình có đi vòng quanh uh, sân vận động thiên trường thực sự là mình cảm thấy rất là xúc động khi mà các cổ động viên của nam định đến rất là đông uh, một dàn kèn mới uh, một diện mạo mới và trước trận đấu ngày hôm nay thì thực sự mình cũng cảm thấy đôi chút lo lắng bởi vì cái lời nguyền của lịch sử Lời nguyền của lịch sử chỉ ra rằng khi mà một đội bóng nào đấy đang thi đấu rất là tốt và giành cái danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất, huấn luyện viên xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất thì bao giờ ngay sau trận đấu đó cũng là một trận đấu rất là khó khăn. À, anh em đồng nghiệp của chúng mình cũng đã dì tai nhau là không biết là như này là anh Vũ Hồng Việt có được gọi là Việt đỏ tiếp hay không. Và đúng là trận đấu nó diễn ra theo cái cái chiều hướng bất lợi cho câu lạc bộ thép xanh Nam Định và thép xanh Nam Định đã có à, một trận đấu có lẽ là khó khăn nhất kể từ đầu giải. đến bây giờ họ đã thủng lưới hai bàn trước và như mình cũng đã nói ở trong những chương trình trước là hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định thực sự là một vấn đề. Họ để thủng lưới, họ để thủng lưới trong một cái thế trận mà họ tấn công rất là nhiều. Ngày hôm nay Rafael Sơn vẫn là người hùng, vẫn xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất với hai bàn thắng, một bàn thắng được ghi à, sau một pha đánh đầu cực kỳ dũng mãnh, một bàn thắng thứ hai là gỡ hòa tỷ số hai đều sau một tình huống đá phạt đền. À, mình tin là ngày hôm nay chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều những câu hỏi liên quan đến trọng tài đình thái, liên quan đến va à, Bây giờ sau khi mình đã nghiên cứu kỹ băng hình, mình có thể trả lời các bạn những câu hỏi đó Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra Hôm nay thực sự mà nói đây là một trận đấu mình không biết là các bạn cảm thấy thế nào Nhưng mà mình đứng ở trên sân thì thật sự đây là một trận đấu quá hay Một trận đấu nó mang lại cho mình cái cảm xúc rất là mạnh Và thực sự hôm nay mình cũng đã nói với anh em đồng nghiệp đây mới là cái chất lượng của v-league, đây mới là những cái trận đấu có thể kéo khán giả đến dân, một cuộc đuổi bắt phải nói là đầy đầy cảm xúc luôn. À, đội hình thì cũng không có gì thay đổi quá là nhiều ngoại trừ câu lạc bộ con hà nội vẫn có những sự thay đổi. mặc dù là họ còn rất nhiều những cầu thủ tốt ở trên băng ghế dự bị nhưng huấn luyện viên công ông quân ngày hôm nay thực sự ông đã thể hiện cái độ quái của mình bằng cái cách sắp, sắp xếp đội hình. ông chơi với đội hình là bốn năm một với hồ tấn tài đá thấp nhất trên hàng tiền vệ. À, chơi như là một cầu thủ gần như là đánh chặn và làm giảm nhịp độ tấn công của câu lạc bộ à, thép xanh nam định nam định thì vẫn chơi với sơ đồ là bốn hai ba một và thực sự ngày hôm nay công an hà nội chơi khác hẳn những trận đấu trước à, nó khác với cái mường tượng của mình ban đầu là công an hà nội xuống thì sẽ chịu trận bởi vì là thực sự mà nói là một mình jovene rồi có thể có thêm sự tỏa sáng của quang hải cũng không giải quyết được nhiều bởi vì là nam định bây giờ họ đang vào form họ đang có được một cái lợi thế rất là lớn từ sân nhà từ khán giả nhà mà khán giả của nam định thì các bạn biết rồi với một số đội bóng khác thì cái lợi thế sân nhà nó không thực sự rõ rệt nhưng với đội thép xanh nam định thì đây thực sự là một lợi thế hôm nay mình dự tức là mình có thể tính là nó rơi vào khoảng tầm 2 vạn khán giả 20.000 khán giả có mặt ở trên sân và phần lớn là các cổ động viên Nam Định họ cổ vũ thậm chí là từ tối ngày hôm qua tối ngày hôm qua thì hội cổ động viên các anh em cổ động viên đã chuẩn bị rất là kỹ cờ quạt rồi chống vướn rồi kèn Đấy, và sáng ngày hôm nay thì các cổ động viên của Nam Định cũng đi diệu hành trên khắp những con phố để kêu gọi mọi người đến cổ vũ cho câu lạc bộ thép xanh Nam Định bên cạnh đó thì nam định ngày hôm nay họ ra sân với một cái khí thế trước trận đấu thì huấn luyện viên vũ hồng việt nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất câu lạc bộ nam định giành danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất và Sơn là cầu thủ xuất sắc nhất tức là ba trong bốn cái danh hiệu của tháng thì đã dành cho câu lạc bộ thép xanh nam định và họ vào trận ngày hôm nay mình nghĩ là với một cái mong muốn với một cái khát vọng là giành chiến thắng Họ muốn giành chiến thắng để chứng minh với người hâm mộ rằng họ đúng là có sức mạnh đủ để có thể thực hiện được cái giấc mơ vô địch. Và thực sự là ngày hôm nay họ đã nhập cuộc một cách rất là hào hứng. Tuy nhiên Công an Hà Nội ngày hôm nay mới thực sự khoái. Họ cầm bóng, họ đẩy cao đội hình chứ không chơi kiểu co cụm. Họ đẩy cao đội hình và chơi một thứ bóng đá mình nghĩ là nó rất là uyển chuyển. Ngày hôm nay Quang Hải đã trở lại. Quang Hải và Lê Phạm Thành Long, hôm nay Lê Phạm Thành Long điều tiết trận đấu rất là hay. Đó nếu như chúng ta nói là hiệp 1 thậm chí là nhiều hơn là khoảng 70 phút thậm chí đến phút thứ 80 câu lạc bộ công an hà nội vẫn còn chơi rất là tốt kể cả khi quang hải đã bị uh, thay ra ngoài nhưng thực sự ngày hôm nay nam định họ chơi khoảng tầm 15 phút cuối cực kỳ hay phải nói là hôm nay không biết nói gì hơn uh, chúng ta sẽ nói về những tình huống hôm nay uh, đầu tiên là cái tình huống ghi bàn của 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 um, uh, việt anh bùi hoàng việt anh một cái pha sút phạt chiến thuật bằng chân trái do hồ tấn tài thực hiện, à, uh, giovane đánh quả đầu chiến thuật vào và các bạn tưởng tượng xem là một trung vệ như bùi hoàng việt anh khống chế cái ngực sau đó là xỉa của bóng vào góc xa thực ra là cái kỹ năng của 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 bùi hoàng việt anh mình nghĩ là nó không khác gì là một tiền đạo đích thực và bàn thắng mở tỷ số đã diễn ra sau đó thì nguyễn quang hải còn có một quả đá cầu âu qua đầu của thủ môn nguyên mạnh để vào nhưng mà cuối cùng sau khi xem va thì trọng tài đình thái à, cho rằng là quang hải đã phạm lỗi với nguyễn phong hồng duy trước khi thực hiện cú sút thì mình sau khi mình xem tình huống này thì mình mình đồng cảm với trọng tài đình thái à, trọng tài đình thái theo như quan điểm cá nhân của mình thì đã bắt đúng bởi vì trong tình huống đấy thì à, người chiếm được khoảng không chính là chính là ừ, nguyễn phong hồng duy đấy. và quang hải lúc đấy thì dướn người và có một cái có một cái động tác phạm lỗi từ phía sau và sau đó <laughs> các bạn cũng có thể thấy là sau uh, sau khi mà câu Hà Nội cũng đã thực hiện được khá nhiều những cái pha phản công hôm nay Văn Thanh chơi cực hay hôm nay Văn Thanh chơi rất hay điều tiết uh, xử lý tình huống chuyển bóng sang cho Zoumene bình thường ra quả chân trái đấy, quất là là ăn bàn nhưng mà cuối cùng thì bạn ấy lại không ghi được bàn và ở những giây phút uh, được cho là chìa khóa nhất thì Hữu Tuấn lại phạm một cái sai lầm truyền của bóng vào đúng chân của Quang Hải bóng bật lại Quang Hải đi bóng xuống lúc đấy chỉ còn đối mặt với thủ môn Trần Nguyên Mạnh thôi một pha bẻ cái lòng cực kỳ hay của Nguyễn Quang Hải đã giúp cho công an Hà Nội dẫn trước hai bàn nhưng mà như bừng tỉnh lúc đấy thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bắt đầu thực hiện hàng loạt những sự thay người trong đấy có một sự thay người mình cho là rất quan trọng đấy là À, Khắc Ngọc đã được vào sân bởi vì khi Khắc Ngọc vào sân thì mình tin là lúc đấy câu lạc bộ Nam Định sẽ dồn lên chơi năm ăn năm thua tức là thua hai không thì là thua ba không thì bốn không thì nó cũng giống nhau nhưng nếu như có được bàn thắng thì nó sẽ mang lại cho cho câu lạc bộ Nam Định thêm cái sức sống mới và thêm cho cơ hội và khi người ta đã nhìn thấy cơ hội cùng với sự cộng hưởng của các khán đài sân Thiên Trường thì câu lạc bộ Nam Định đã chơi tốt hơn và quả thật trong một cái tình huống truyền bóng Thực ra thì ngày hôm nay Coutinho đã lẽ ra đã phải gỡ hòa cho câu lạc bộ Nam Định từ trước đó. Nhưng cả hai tình huống Coutinho đều dứt điểm hỏng ăn, thực sự là ngày hôm nay mình cũng không hiểu. Coutinho hôm nay có rất nhiều cơ hội. Hôm nay Văn Toàn thì bị kèm khá là sát. Văn Toàn ngày hôm nay vẫn phát huy được cái tốc độ của mình, càn lướt rất là tốt. Đấy và sau một pha cứa quả bóng cúc bằng chân trái của một cầu thủ thuận chân phải giống như Hồ Tấn Tài, đó là Trần Văn Kiên thì Rafael Sơn bay vào đánh một quả đầu cực kỳ dũng mãnh và cuối cùng thì đã mang về chiến thắng mang về cái bàn thắng cho câu lạc bộ à, thép xanh nam định và về sau thì cái tình huống cuối cùng đó là một cái tình huống mà à, huỳnh tấn sinh đã phạm lỗi với à, nguyễn văn toàn trong vòng cấm địa và sau khi xem va thì trọng tài đình thái cũng đã cho câu lạc bộ nam định được hưởng quả phạt đền nói chung là tất cả những tình huống ngày hôm nay soi va thì mình đều đồng cảm với trọng tài đình thái hôm nay trọng tài đình thái đã làm đúng theo như quan điểm cá nhân của mình là hôm nay trọng tài đình thái đã bắt chuẩn hôm nay thì mình nghĩ là công an hà nội cũng có sự tiếc nuối công an hà nội cũng bỏ qua khá là nhiều những cơ hội ngon ăn câu lạc bộ thép xanh nam định cũng tương tự như vậy và họ tạo ra một trận đấu thực sự ngày hôm nay không biết các bạn xem thì các bạn thấy thế nào nhưng mình xem mình cảm thấy rất hứng thú cái tiết đấu trận đấu một thế trận đôi công giữa hai đội bóng có rất nhiều những ngôi sao họ chơi ăn miếng trả miếng với nhau liên tục tấn công hết sân bên này đến sang sân bên kia và ở đặt ở trong một cái không gian của sân thiên trường mình nghĩ là có lẽ là sân thiên trường bây giờ là sân đông khán giả nhất ở V-League rồi và nó cộng hưởng vào đấy và cái tức là cái tạo ra sự hấp dẫn của trận đấu này nó lại nằm ở chỗ là các cầu thủ của đội chủ nhà thì lại bị dẫn trước hai bàn đấy và họ gỡ một bàn sau đó họ gỡ hòa hai đều thì cái không khí ở trên sân phải nói là nó lên rất là cao ngày hôm nay sau trận đấu mình cũng ra nói chuyện với các cổ động viên công an hà nội mình nói là công an hà nội hôm nay rất đáng tiếc nhưng các cổ động viên của uh, thép xanh nam định cũng có lý do để cảm thấy tiếc nuối thực sự là trận đấu ngày hôm nay thì là quá hay các bạn ngày hôm nay các bạn xem không các bạn thấy thế nào thực sự đây mới là bóng đá và mình hy vọng rằng các trận đấu ở v league nó cũng có tính cống hiến như thế này uh, không tiếc một chút nào khoảng 3 4 tiếng uh, các cổ động viên đến sân xem từ đầu đến cuối và khi trận đấu kết thúc mình có đi ra ngoài có gặp gỡ một số các cổ động viên thì cũng thấy là mọi người ai cũng có lý do để tiếc nuối bóng đá nó hay là như thế và ngày hôm nay thì uh, cá nhân mình đánh giá là quang hải đã có sự trở lại rồi quang hải ngày hôm nay chơi tất nhiên là không phải là ở cái trình độ đỉnh cao như quang hải trước đây nhưng mà phần nào đấy là bạn ấy đã lấy lại được những cái bước chân thanh thoát ở trên sân và quang hải cũng đã để lại rất là nhiều những cái dấu ấn cá nhân mình đánh giá là như vậy các bạn có câu hỏi gì về trọng tài không? đó. nếu các bạn mà có câu hỏi gì về 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 uh, trận đấu này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. còn uh, những trận đấu khác thì cũng xin lỗi các bạn là mình không có mình không có xem, cho nên là mình cũng không thể không thể nào bình luận được. ví dụ như là trận đấu giữa thanh hóa đã thắng thắng câu lạc bộ bình định chẳng hạn. hay là hiện nay thì thành phố hồ chí minh đang dẫn trước hải phòng đấy cũng là những cái những cái trận đấu mà nó cũng ít nhiều mang lại cái bất ngờ cho chúng ta à, một đội quy nhơn bình định vừa mới giành chiến thắng trước câu lạc bộ hà nội fc thì lại thua với tỷ số là 2-3 trước thanh hóa đấy, thực sự là bóng đá bây giờ các bạn biết là càng ngày nó phải nói là càng ngày nó càng nó càng khốc liệt nó càng nhiệt ngã và càng ngày thì chúng ta càng thấy là nó rất là khó để dự đoán nhưng mà thực sự là cái lối chơi của Thanh Hóa thì chúng ta cũng đã thấy rồi Thanh Hóa dẫn trước 3-0 do công của Doãn Ngọc Tân rồi Gordon Vimario và Lâm Thi Phong thì cuối cùng là Alan và Đỗ Thanh Thịnh là rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho câu lạc bộ Bình Định. Trong khi đó thì trong khi đó thì câu lạc bộ uh, Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay đang dẫn trước câu lạc bộ Hải Phòng Đấy, đến phút thứ 83 rồi thực sự là trận đấu ngày hôm nay trên sân Thiên Trường mình xem mình thấy rất là thích hôm nay trọng tài Đình Thái bắt cực chuẩn thực sự là anh ấy có bản lĩnh thực sự là có bản lĩnh à, sau khi ở trên sân thì mình không được xem va nhưng khi mà mình về nhà mình có xem lại cái tình huống thì mình thấy là trọng tài bắt ngày hôm nay là hoàn toàn chính xác các bạn có cái bình luận gì hoặc câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé bạn bạn lý sơn trương và nó là anh ở thụy điển xin chúc hải và gia đình luôn luôn mạnh khỏe em cảm ơn anh à, bạn thịnh phung đức có nói là văn kiên chơi xấu quá anh hải ạ à. mình thì thấy văn kiên bạn ấy chơi rát thôi tức là bạn ấy chơi bạn ấy chơi mạnh vào mạnh hôm nay có cái tình huống là huấn luyện viên công ngô kun và văn kiên có một cái tình huống là ngày mai mình sẽ phát ngày mai mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mình dựng cái chương trình ngày hôm nay và sau đó thì Văn Kiên với huấn viên Công Ngô Cun đã có cái sự va chạm với nhau lời qua tiếng lại và cuối cùng thì huấn viên Công Ngô Cun đã nhận một tấm thẻ vàng bạn Bi Nguyễn nói là đúng là một trận cầu đỉnh cao và trọng tài làm việc rất công tâm hôm nay Đình Thái trọng tài Đình Thái làm việc chuẩn mình đánh giá cao Thái hôm nay làm rất là chuẩn bản lĩnh phần lớn những cái quyết định thì đều chuẩn xác và mình nghĩ rằng là trọng tài Đình Thái xứng đáng nhận được lời khen của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu rất hay và cũng xin thưa với các bạn luôn là không có gì phải nếu các bạn là cổ động viên của thép xanh vẫn đang có được cái lợi thế. thép xanh Nam Định bây giờ thi thi đấu 5 trận, mặc dù không duy trì được chuỗi trận toàn thắng nhưng số lượng trận thắng của họ bây giờ vẫn là số 1. Nam Định đá 5 trận thắng 4, hòa 1 và hiện nay họ được 13 điểm, vẫn hơn đội đứng thứ nhì là đội Thanh Hóa hai điểm hơn đội Công an Hà Nội đứng thứ ba là với cái khoảng cách là 5 điểm. Các bạn không có gì phải lo cả nếu mà các bạn là cổ động viên của Thép Xanh Nam Định. Mình nghĩ là cơ hội vô địch của Nam Định vẫn còn rất là rộng. Tất nhiên là cái câu chuyện liên quan đến hàng phòng ngự của Nam Định. Chính xác là hệ thống phòng ngự của Nam Định vẫn cần phải vẫn cần phải giải quyết. Chứ nếu mà như này thì sẽ rất là khó. Hôm nay mình nghĩ là Trần Nguyên Mạnh có một chút về mặt tâm lý hôm nay nguyên mạnh có một cú uh, phát à, tức là sau khi chuyển hướng thì suýt nữa suýt nữa thì cũng may là ngay sau đấy thì trần nguyên mạnh cũng đã tỏa sáng cái pha khống chế bằng ngực sau đó là sút vô lê của quang hải Nó quá nguy hiểm quả bóng đấy là rất hiểm luôn đấy quả bóng đấy vào cột gần tức là nó đi nếu mà tốc độ đi nhanh hơn một tí nữa thì khả năng là sẽ có bàn thắng nhưng mà quang hải thì cũng đã vung chân đến hết cái biên độ chân rồi nhưng mà trần nguyên mạnh thì vẫn tự sửa sai cho chính bản thân mình nhưng mà sau đó thì nguyên mạnh không sửa sai được cho đồng đội hữu tuấn ngày hôm nay phải nói là cái tiết tấu trận đấu rất là hay một cái lối chơi đôi công một thế trận phải nói là cái tiết tấu cao tức là nó mình cảm giác là bóng nó cứ đi hai sân đấy cứ cầu môn bên này lại cầu môn bên kia nếu hôm nay các bạn xem thì các bạn thấy thực sự là thủ môn philip nguyễn hôm nay chơi cực hay Hôm nay mình cũng đã gặp mà bố của Philip Nguyễn và mình cũng đã hẹn với chú một buổi để phỏng vấn và hôm nay cũng có rất là nhiều các cổ động viên Công an Hà Nội có động viên mình là cái câu chuyện liên quan đến 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 vụ việc của anh Trần Tiến Đại hay là vụ việc à, à, thời điểm được nhập quốc tịch của 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 Philip Nguyễn thì Minh Hải cũng đừng buồn ai nói sai thì kệ người ta còn các cổ động viên của Công an Hà Nội chỉ biết là Minh Hải như thế nào mình cũng cảm thấy rất là tuyệt vời, à, thực sự tuyệt vời. bạn thụ từ nó là vừa gặp minh hải ở thiên trường. em cảm ơn các bác rất là nhiều hôm nay em gặp các cổ động viên của nam định tại sân thiên trường em cảm thấy rất là vui. mọi người cũng dành cho minh hải một cái tình cảm rất là lớn. em qua khán đài a khán đài a cũng chào minh hải. em qua khán đài b khán đài b cũng chào minh hải. Đấy, thậm chí là có người còn rủ là tối anh em ra làm tí liên hoan nhưng mà em bảo thôi em xin phép là hôm nay uh, em livestream phục vụ mọi người xong đấy thì em về hà nội luôn Bởi vì là sáng ngày mai em còn rất là nhiều việc đấy, còn dựng uh, chương trình của uh, thiên trường ngày hôm nay chắc chắn là sẽ còn rất nhiều những câu chuyện em cũng sẽ khắc rất là sâu cái câu chuyện về khán giả uh, khán giả của sân thiên trường thì vẫn vậy nhưng cái đội ngũ mà để gồng gánh Hội của động viên em nghĩ là đã có sự thay đổi nhưng mà cuối cùng thì mọi người đều yêu bóng đá Bạn à, Cú Văn có nói là Coutinho dở quá Đây thật sự Coutinho hôm nay bỏ lỡ nhiều cơ hội quá Hai tình huống Thực sự là cái tình huống mà anh ấy đặt quả Đối mặt với thủ môn rồi Đặt quả lòng mà bóng vọt xà thì Thực sự quả đấy Ở Coutinho thì em không nghĩ là cái trình độ của Coutinho Lại đá của bóng nó lại nó lại sai như thế Thực sự là ngày hôm nay đội nào cũng có cơ hội ghi thêm bàn thắng kể ra hôm nay nó là ba đều thì tuyệt vời thật sự là như vậy bạn út đào của nó là minh hải ơi một câu lạc bộ bóng đá muốn đạt được chức vô địch thì cần điều kiện cần và đủ là như nào thực ra thì nó sẽ có rất nhiều tiêu chí về điểm số thì anh cứ đứng đầu là được đấy và nếu mà anh mà bằng điểm số với người ta thì cái những cái chỉ số phụ của anh phải tốt hơn nhưng mà em nghĩ là nếu mà tiếp cận dưới góc độ gọi là chuyên môn một tí thì cái điều kiện cần của họ là phải có một hàng công cực mạnh và điều kiện đủ của họ là hệ thống phòng ngự phải chơi thật tốt, được điều chỉnh thật tốt và duy trì sự ổn định đó từ đầu mùa giải đến cuối mùa giải. Chứ còn à, em nghĩ là câu bộ à, Nam Định sẽ gặp nhiều khó khăn với cái hàng phòng ngự như thế này. Mặc dù là anh Vũ Hồng Việt đã bố trí một cái đội hình là bốn hai ba một, tức là có hai tiền vệ phòng ngự hôm nay Trần Văn Công và Lý Công Hoàng Anh là hai tiền vệ phòng ngự chơi để gần như là giảm tải cho cặp tiền đạo à, cho cặp trung vệ và để hóa giải cái hệ thống tấn công của đối thủ nhưng mà thực sự là cũng mình nghĩ là ngày hôm nay cũng không giải quyết được vấn đề đó thực sự mà nói là kể từ đầu giải đến giờ nếu mà nói kể từ đầu V-League đến giờ thì trận đấu nào Nam Định cũng cũng để thủng lưới và nếu mà nói ở trong top uh, trong top các bạn đợi mình một tí nhá. Trong top 8 mình phải nói là hiện nay nếu mà nói về top 8 chính xác là top 8 thì Nam Định hiện nay trong 8 đội dẫn đầu thì Nam Định là đội để thủng lưới nhiều nhất. Là đến bây giờ là họ đã để thủng lưới đến tận 8 bàn rồi. Chơi 5 trận mà thủng lưới 8 bàn thì đấy cũng chưa hẳn là số liệu thống kê dành cho dành cho những đội bóng chúng ta tạm gọi là những đội ứng cử viên vô địch bạn thắng ke còn nói là anh nhận định ngoại binh của công an hà nội chơi trận đấu này như nào mình thì đánh giá là referson ngày hôm nay chơi dưới sức còn juzinho thì ngày hôm nay ngồi trên khán đài hôm nay lúc đầu ấy, là công an hà nội chỉ chơi với đúng một tiền đạo ngoại đúng một người là một cầu thủ ngoại đó là jovene và mình nghĩ là chắc là giai đoạn 2 công an hà nội sẽ phải tính toán lại về ngoại binh Bạn Long Phạm nói là Minh Hải đánh giá như thế nào nếu Công an Hà Nội có đội hình tốt với Văn Hậu và Phan Văn Đức trở lại. Mình nghĩ là Văn Hậu và Phan Văn Đức trở lại thì Công an Hà Nội sẽ cực kỳ mạnh. Mình khẳng định luôn các bạn là rất mạnh. Bạn Bọ Rùa có nói là Thầy Công vẫn chưa để lại ấn dấu ấn gì có khi nào lại bay ghế không anh Minh Hải. Thực ra thì cái nguy cơ của huấn viên Công Vô Cun vẫn là rất lớn. Nếu ngày hôm nay mà giành chiến thắng thì nó sẽ khác. Nhưng nếu mà bạn nói là ông chưa để lại dấu ấn gì thì mình cho là không hẳn. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy Quang Hải chơi hay hơn các trận trước rồi. Hôm nay Lê Phạm Thành Long thực sự là người điều tiết rất hay. Các bạn nhìn thấy những cái quả mà phất dài qua lưng. Tức là tấn công sau lưng hàng phòng ngự của thép xanh Nam Định ngày hôm nay của Lê Phạm Thành Long ngày hôm nay cực kỳ tốt. Cảnh Phạm, ông Hải ơi, tôi đồng niên với ông, tôi theo ông chắc 5 năm nay rồi, tôi chưa bao giờ comment. Nhưng nay chúc ông sức khỏe, mang nhiều thông tin cho khán giả. Cảm ơn bạn Cảnh Phạm rất nhiều. À, ngày hôm nay thì uh, Vũ Hồng Việt cũng là đồng niên của chúng ta. Hôm nay Vũ Hồng Việt cũng đã thực sự là hôm nay nếu mà nói một cách uh, thật lòng thì ngày hôm nay Nam Định may mắn, Nam Định hôm nay cũng may mắn mới có được một trận hòa. Đó thì uh, mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. À uh, bạn thủ đô nói là thương ông công lắm. Bạn Chiến Nguyễn, ông quân chủ tịch hội cổ động viên cũ của Nam Định hôm nay có đến xem không Minh Hạnh? hôm nay mình không nhìn thấy chú quân thật sự là hôm nay mình rất là mong sẽ được gặp chú quân sẽ nếu được thì mình muốn là phỏng vấn chú quân nhưng mà rất là tiếc à, bạn bình trọng của nó là trận thanh hóa và bình định quá hay mình không được xem thật sự là xem cái thế trận như thế mình cũng đã thấy hay rồi bạn sơn nguyễn nói là uh, nguyễn philip giỏi đâu giỏi đến đâu mà mọi người ca ngợi ghê thế uh, chúng ta không ca ngợi đâu chúng ta đánh giá thôi chúng ta đánh giá đúng hôm nay các bạn xem xem uh, thực sự là hai bàn thua của công hà nội không có lỗi của philip nguyễn philip nguyễn hôm nay chơi rất là tốt các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhé mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau của chương trình còn bây giờ thì uh, vẫn là những sản phẩm mà mình muốn luôn luôn khuyến khích các bạn nên dùng đó là cao ba long sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới đó, đó là đông trùng hạ thảo sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ đó là yến kiều trưng đông trùng hạ thảo giúp chúng ta khôi phục lại thể lực à, riêng yến kiều trưng đông trùng hạ thảo thì các bạn biết rồi yến xào mà lại còn trưng với đông trùng hạ thảo nữa thì các bạn biết là nó rất là bổ đấy và nó rất là tốt cho những bệnh nhân đang điều trị hoặc là những người vừa mới khỏi bệnh và các bạn cũng đừng quên đây cũng là một sản phẩm rất là tốt dành cho những người mà lao động vất vả tức là mất sức hoặc là bị lao lực thì nó giúp chúng ta khôi phục lại thể lực rất là tốt nhưng mà chỉ dùng cho những người trên 12 tuổi thôi nha các bạn nhé vì nó có đông trùng hạ thảo còn dưới 12 tuổi thì chúng ta sử dụng cái yến kiều kit này yến kiều kit này nó được tối ưu cho cái hệ tiêu hóa của của các bạn nhỏ đó còn đây bổ thận của dược quý đường tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng nó dành cho các quý ông các bạn biết là tỷ lệ yếu sinh lý hiện nay thì ngày càng tăng cao đấy các bạn thấy là nó lại còn bị trẻ hóa nữa Đàn ông trên 30 tuổi thì trên 30% bị yếu sinh lý Đàn ông trên 40 tuổi thì trên 50% bị yếu sinh lý Cái biểu hiện của yếu sinh lý nó rất là đa dạng Nó đa dạng như là cái hệ lụy nó mang lại cho cuộc sống vậy à, Bổ thận của dược quý đường hỗ trợ bổ thận tráng dương Giúp tăng cường sinh lực hỗ trợ cải thiện sinh lý của nam giới Các bạn có thể nhìn thấy đây toàn những dược liệu rất quý có bạch tật lê để nó tăng cái hàm lượng testosterone trong máu và đây cũng là cái hormone kích thích cái ham muốn của chúng ta và nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ban long, ba kích và kỳ tử, sáu cái dược chất tuyệt vời này nó sẽ phối hợp với nhau để giúp cho cái ham muốn của chúng ta được thực hiện một cách tuyệt vời nhất. Đấy, các bạn nhớ nhé, một ngày các bạn uống hai lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên và các bạn sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng và nhớ duy trì cho mình. Mình quả quyết với các bạn là cái hiệu quả của nó cực kỳ bền vững, sung mãn tuyệt vời tràn trề sinh lực, cuộc yêu thăng hoa, hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn. Đấy, ở đây có một cái hàng chữ mà mình muốn các bạn chú ý đó là bền vững nhờ cơ chế nội sinh, đấy, nội là trong sinh là sinh ra là sinh ra từ bên trong nó sinh ra tất cả những cái chất tức là tức là cái bổ thận của dược quý đường này nó hỗ trợ chúng ta sinh ra tất cả những chất mà cơ thể cần và nó lại cực kỳ phù hợp với cơ địa của chúng ta cho nên là nó rất tốt cho sức khỏe đấy là lý do vì sao mình nói với các bạn là nó tốt từ gốc và bổ từ trong là vì vậy Số điện thoại mình để trên logo các bạn nhìn thấy rồi đúng không ạ? 02477778877 Các bạn alo số điện thoại này thì các chuyên gia của mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn 24 trên 7 Các bạn có câu hỏi gì về sức khỏe các bạn cứ alo Thì các chuyên gia của mình sẽ sẵn sàng tư vấn miễn phí cho mọi người Bây giờ thì mình xin phép là sẽ trả lời câu hỏi của các bạn Bạn Sơn Nguyễn của nó là Nam Định cứ đá như này thì khó vô địch à, Anh Hải ơi mình vẫn uh, có một cái niềm tin rất lớn vào Nam Định, Nam Định năm nay mình nghĩ là có cơ hội lớn nhất để vô địch. Bạn uh, Tú Anh Trần Đức có nói là Nguyên Mạnh chơi chân rất tự tin và chính xác ngày hôm nay đã có một tình huống không chính xác suýt nữa thì thua. Bạn uh, đấu Nguyễn 1967 có nói là AFF Suzuki Cup khi nào khai mạc với minh nhà cuối năm nay à cuối năm 2024 bạn nhé bạn vân nguyễn có nói là chào anh hải cho em hỏi theo anh thì hoa Lai cần phải thay đổi những gì để có sức bật lên hả anh cái này mình sẽ trả lời các bạn vào ngày mai trong chương trình bạn hỏi vlog minh hải đáp bạn minh nguyễn có nói là minh hải cho anh hỏi đông trùng hạ thảo của đông á xuất xứ từ đâu vậy anh mua hai hộp mà không thấy xuất xứ à, đây là cái đông trùng hạ thảo bán tự nhiên tức là họ lấy cái họ lấy cái nấm của cái đông trùng hạ thảo sau đó là họ cấy vào và họ trồng ở trên Hà Giang đấy và sau đó là bọn em thu mua lại tức là tất cả mọi thứ mọi người ghi yên tâm nó là bán tự nhiên nhưng mà nó lấy đúng từ cái phôi của đông trùng hạ thảo thật bạn uh, Vương Văn có nói là Jackson Quang Vinh về Việt Nam đúng không anh ơi mình có trả lời câu hỏi của các bạn vào sáng ngày hôm nay rồi Liên đoàn bóng đá Việt Nam không nhận được bất cứ một lời đề nghị nào từ bên phía uh, Jackson Quang Vinh Pedon ít nhất là tính đến thời điểm này đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn à, Còn liên quan đến cái uh, ổ điện Menhouse V8 thì mình chia sẻ với các bạn nhé Trước đây các bạn nói là Minh Hải uh, bớt đi những cái uh, ổ cắm để giảm giá thành Thì mình đã lựa chọn một cách khác là không bớt đi các ổ cắm Vẫn là 12 ổ cắm nhưng mình vẫn để cái giá là thấp hơn Trước đây các bạn mua hai cái ổ cắm thì giá là 968.000 Nhưng bây giờ các bạn mua thì các bạn chỉ phải mua với giá là 698.000 thôi được giảm đến tận 30%. Tất cả mọi thứ đều vẫn giữ nguyên như cũ vì nó chính là cái menhao V8 trước đây. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300. Các bạn đọc những cái số liệu ở trên này các bạn nhớ nhé là được giảm giá đến tận 30%, giá chỉ còn 698.000. À, chương trình chỉ kéo dài từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 12 tháng 12 mà thôi Các bạn nhớ tận dụng thời gian này để có thể mua những cái sản phẩm tốt nhất bạn mạnh hùng có nói là anh ơi liệu hà nội fc có đuổi kịp được với nam định với công an hà nội hay không mình nghĩ là hoàn toàn có thể hiện nay thì câu lạc bộ hà nội đang đứng thứ 10 <laughs> họ mới được 3 điểm mà thua nam định đến tận 10 điểm nhưng mà câu lạc bộ hà nội hiện nay là mới thi đấu có 4 trận tức là họ còn một trận đấu với sông lam vào ngày mai nữa nếu mà trận đấu ngày mai họ thắng sông lam nghệ an thì họ sẽ được họ sẽ được 6 điểm và họ thua câu lạc bộ nam định 7 điểm phải đuổi thôi thực sự là nam định uh, trận đấu này thua cũng là một cái hơi đáng tiếc nhưng mà mình nghĩ là vẫn ổn không vấn đề gì cả <laughs> bạn bắc sơn có hỏi là thể công việt theo nhìn lối đá không thuyết phục lắm anh hải thấy sao thực ra là mua match xem hiện nay mình thấy chơi đang không ổn lắm còn uh, câu lạc bộ uh, thể công việt theo thì mình thấy họ vẫn chơi đang tốt đấy chứ bạn nhiên hoàng đó là tín hiệu vui từ trận đấu này những tuyển thủ của chúng ta cùng nhau tỏa sáng quá tuyệt vời chính xác luôn mình nghĩ là sự trở lại của rất nhiều những ngôi sao nó sẽ giúp cho huấn luyện viên Philip Chu có thêm những sự lựa chọn. Bạn Điệp Trần nói là Quang Hải đã quay trở lại phải không anh? Còn quá sớm để nói như vậy nhưng mà Quang Hải hai trận liên tiếp đều ghi bàn rồi. Đúng không? Và ngày hôm nay Quang Hải chơi tốt hơn trận đấu trước. Chúng ta thấy là Quang Hải đang dần dần cái phong độ của bạn đang được cải thiện theo từng trận đấu. Mình hy vọng là nó sẽ nối dài thêm và nó sẽ giúp cho Quang Hải có được cái màn trình diễn ngày càng tốt hơn. À, Trần Nguyên, đó là Nguyên Mạnh. Trận này lỗi quá anh ơi. À, hôm nay có một lỗi thôi. Nguyên Mạnh hôm nay có một lỗi thôi. Bạn à, Thị Lương Phạm nói là Minh Hải ơi, cháu bình luận về Quang Hải trong trận đấu Hà Nội, cháu nhé. Cô chúc Minh Hải vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhé. Cháu cảm ơn cô ạ. Chắc chắn rồi, cháu sẽ vẫn theo. Mọi người cứ nói là Minh Hải nói nhiều về Quang Hải quá, nhưng mà thật sự là bạn đấy càng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Bạn Kỳ Trần nói là Hải em nói em giỏi em không thì em nhận gì để anh vui nè là sao à, Hải em nói em giỏi em không thì em nhận gì để anh vui nè là sao em không hiểu Sơn Nguyễn của nó là anh Hải ơi Nam Định bao giờ đá vòng 6 vậy em rất thích đội nhà thép xanh đá bây giờ ra Bắc xem anh cho em lịch đá cái okay, lịch của Nam Định đá vòng đấu tới thì các bạn đợi mình tí mình sẽ lấy ở vòng đấu tới hình như họ đá với Bình Dương đúng rồi ngày 16 tháng 12 năm 2023 trên sân Bình Dương thì Nam Định sẽ làm khách của Bình Dương trong trận đấu đó bạn Cửu Thị Phạm của nó là nói nhỏ Thế Hải ơi hiện nay em đang ở một cái nhà chính xác đây là một cái nhà nghỉ ở gần sân Thiên Trường và ở bên này thì còn đang có rất là nhiều người đang ở bên này cho nên em Chỉ dám nói nhỏ này thôi Mọi người kích tiếng lên hộ em Cảm ơn mọi người rất nhiều Bạn Lâm Hoàng nói là hai trận hôm nay thật đáng xem Thực sự hôm nay chơi rất là hay Bạn Huy Hoàng nói là Nam Định chơi hay từ khi Coutinho ra sân Em vẫn bảo lưu quan điểm là Coutinho là một tiền đạo tốt Thật sự là Coutinho là một tiền đạo rất hay đấy Nếu mà mọi người mà để ý thì mọi người sẽ thấy Minh Hải nhé, nói chung hôm nay có nhiều thủ môn mắc lỗi quá em đoán là như vậy hôm nay văn lâm thủng lưới ba quả bạn thành đinh văn của nó là thanh hóa gặp bình định cũng rất hấp dẫn ở hiệp 2 minh hải à em sẽ về em xem lại trận đấu này chắc chắn là như vậy rồi bạn đinh quang thành của nó là minh hải vẫn kịp về livestream à em đã chủ động thuê một cái nhà ở ngay bên cạnh sân thiên trường sau khi kết thúc trận đấu phát là em về em làm luôn buổi chiều ngày hôm nay thì bọn em xuống khá là sớm em chuẩn bị tất cả máy móc đèn đóm xong xuôi đâu đấy em mới đi tác nghiệp tác nghiệp xong về phát chỉ cần bật lên phát là sử dụng được ngay em cố gắng là tiết kiệm thời gian cho mọi người để mọi người nghỉ ngơi nữa bạn Hải Trần nó là cháu nghĩ Nam Định cần phải cải thiện hàng phòng ngự mới có hy vọng chứ theo lời huấn luyện viên Petrovic nói mỗi trận đấu cứ thủng lưới 1 đến hai bàn làm sao mà vô địch được mình đồng ý nhưng mà có những đội bóng ấy, họ có hàng công quá mạnh Cho nên là hàng công họ có thể sửa lỗi được cho hàng thủ Còn thực sự là hôm nay phải đánh giá là hàng thủ của 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 hai đội Hôm nay hàng thủ của hai đội đều chơi khá là hứa hênh Bạn Vũ Nguyễn có hỏi có nói là hôm nay Văn Văn Lâm mắc lỗi nhiều lắm Minh Hải à Nói chung là cái vị trí thủ môn đó là như thế Có những trận chơi như lên đồng nhưng có những trận đấu chơi như bị ma thực sự. Bạn Minh Đức của nó là có vlog sân Thiên Trường ngày hôm nay không bác chắc chắn là có. Ngày mai à, em sẽ phát, các bác cứ yên tâm. Ngày mai sẽ có cái chương trình em ghi nhận ở sân Thiên Trường. Chắc chắn là sẽ rất là xịn. Hào Trương của nó là chú mệt mà vẫn chờ Hải Lai. Like. Ôi cháu cảm ơn chú, cháu chúc chú mạnh khỏe. À, hôm nay à, mình có gặp một cổ động viên của Nam Định 87 tuổi. Dâu dài, quắc thước nói chung là tuyệt vời Ngày mai mình Hôm nay ông khỏe đến cái mức mà Mình không hỏi câu đầu tiên Mình không hỏi gì về bóng đá cả Mình hỏi là ông ơi ông có bí quyết gì Để giúp cho ông có một cái sức khỏe tốt như này không Và câu trả lời chắc chắn sẽ làm cho các bạn bất ngờ Các bạn chờ chương trình Mình sẽ phát vào ngày mai nhé à, Bạn Xuân Quế Trần nói là hôm nay Thủ môn Thanh Hóa biếu không cho Bình Định một quả bạn sơn nguyễn nói là em nghĩ thủ thành nguyên mạnh bắt và đá chân rất hay theo em nghĩ nên bắt cho quốc gia thì tốt theo anh hải đánh giá thế nào về nguyên mạnh à, nguyên mạnh chỉ có một cái nhược điểm duy nhất về mặt thể hình thôi và cái này thì không có lỗi của nguyên mạnh còn lại thì khả năng phản xạ khả năng điều chỉnh hàng phòng ngự chỉ huy hệ thống phòng ngự cũng như là khả năng chơi chân của 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 nguyên mạnh thì nói chung là miễn chê Cao An Đinh có nói là thấy Quang Hải vác máy ảnh đi chụp khắp sân mà chẳng được kiểu nào Không phải Quang Hải mà là Minh Hải <laughs> Quang Hải thì chỉ có cầm bóng đi khắp sân thôi chứ Minh Hải mới. À, Bạn à, quê Việt Nam có hỏi là cho em hỏi diễn biến huấn luyện viên công an Hà Nội bị thẻ vàng Tình huống đấy là cái tình huống mà Văn Kiên đã ra lấy quả bóng sau đó là có va chạm với thầy công thì sau đó là thầy công phản ứng và trọng tài Đình Thái đã cho đã cho huấn luyện viên một cái thẻ vàng. Thực sự là mình nghĩ là cái chuyện này nó cũng là chuyện hết sức bình thường. Nó không có gì là quá đặc biệt. Đôi khi các huấn luyện viên họ phải bắt buộc họ phải làm như vậy để để giúp cho các cầu thủ họ có cảm giác như họ được bảo vệ và thứ hai là truyền thêm cái lửa. Huấn luyện viên Công Okun là một người có cái 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 chất lửa rất là mạnh, ông truyền vào sân rất là nhiều số lượng người xem đang rất đông đây này, này các bạn này và số lượng người like đang hơi ít số lượng người like đang không bằng 1 phần tư số lượng người xem các bạn ai chưa like các bạn like cho mình nhá ai chưa đăng ký các bạn đăng ký cho mình tuyến nguyễn của nói là văn toàn chơi hay hôm nay văn toàn chơi cực kỳ hay luôn cái tốc độ của bạn ấy xem cực kỳ sướng đi lắt léo và ngày hôm nay khiến cho câu bộ công an hà nội thực sự cũng mệt mỏi bạn phan anh có nói là nam định bị công an hà nội bịt chặt cả hai cánh làm hàng công nam định bị tịt đó hôm nay uh, biên đặc biệt là cái vị trí biên phải của Nam Định với Văn Toàn khoan phá liên tục uh, hôm nay cả hai bàn thắng của Nam Định nó đều xuất phát từ bên phía cánh phải chứ bạn một đường truyền của Trần Văn Kiên giúp cho Ra Sơn đánh đầu ghi bàn một pha Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm địa giúp cho Ra Sơn chuyển hóa từ quả phạt đền sang thành bàn thắng gỡ hòa hai đều hôm nay uh, cánh phải của 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 câu lạc bộ uh, Nam Định chơi tốt cánh trái thì ngày hôm nay theo như mình nhìn nhận thì ngày hôm nay chỉ có Nguyễn Phong Hồng Duy là lên xuống được thôi. Bạn uh, hội La Xuân của nó là hàng công của Nam Định vẫn đá rất hay. Thật sự luôn là hôm nay không phải bàn. Đó và mình vẫn đang mặc chiếc áo mà đang được giảm giá đến tận 60% nha các bạn nhá. Những chiếc áo thun sẽ được giảm giá. Các bạn nhớ nhé Những chiếc áo thun thì chắc chắn là sẽ được giảm giá rồi. Đó. Thực sự là mình luôn luôn uh, cố gắng chia sẻ với mọi người. Uh, hôm nay thì uh, vì nó cũng đã, hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ. Hôm nay là ngày cuối cùng có cái uh, giảm giá. Tức là những chiếc áo uh, polo thì các bạn sẽ được giảm giá 60%. Những chiếc áo khoác thì các bạn được giảm giá 20%. Đấy và nếu các bạn mà may mắn thì các bạn còn được giảm giá tới tận 60% trên tổng hóa đơn Ví dụ như là hóa đơn của các bạn là 100.000 thì các bạn được giảm giá tới tận 60.000 Các bạn chỉ phải giả 40.000 thôi Số điện thoại mình để ở trên logo 0889333300 Các bạn vào website vicento.vn để các bạn tự lựa chọn cho mình những cái combo Đấy các bạn thích áo nào, thích đồ gì các bạn chọn vào một combo Sau đó là bên phía Vicento mình sẽ báo cho các bạn mức giảm giá, báo cho các bạn tặng quà mình khẳng định luôn các bạn hàng chính hãng 100% nhưng giá luôn luôn thấp nhất, giảm giá quanh năm tặng quà quanh năm. Và nếu các bạn đến 240 kim mã thì thậm chí là các bạn còn được giảm giá đến tận 30 đến 70% trên tổng đơn vị hóa đơn. Số điện thoại mình vẫn để trên logo 0889333300. Các bạn nhớ bốc máy alo sớm kẻo nếu không thì lại à, phí mất. Đúng rồi. à, à đấy, bạn à, Nhật Hải Trần lại có cập nhật cho mình đây phút thứ 90 thì uh, câu lạc bộ Hải Phòng mới gỡ hòa. Để mình xem xem là gỡ hòa như nào nào. Thực sự mà nói là V bây giờ xem sướng lắm. Không biết các bạn thấy thế nào nhưng mà mình thì xem V, v bây giờ thấy quá sướng luôn. Bạn uh, Thạch Vinh đặng và đó là khi Quang Hải ghi bàn em sợ thua nên không xem. ui dồi thế thì quá đáng tiếc. Mình nghĩ là hôm nay 15 phút cuối là 15 phút hay nhất của trận đấu. Bạn uh, Tú Anh Trần Đức của nó là ảnh hưởng của va hôm nay là rõ nhất kể từ đầu V League đến giờ anh ạ. Mình cũng đồng ý. Hôm nay uh, thật sự là trọng tài hôm nay bắt quá chuẩn. Bạn kích Lê Văn của nó là Minh Hải đoán đúng, đúng là Nam Định không thua. Hôm nay lúc đầu mình tưởng là mình đoán sai rồi. Nhưng mà thật sự là hôm nay Nam Định cũng xuất sắc, họ phải nói là họ có hoàng công quá mạnh. Mình nghĩ là có lẽ là trận từ những trận đấu sau anh Vũ Hồng Việt nên chuyện tức là cố gắng làm sao đấy tấn công áp đặt ngay từ đầu tấn công dồn dập ngay từ đầu lấy công làm thủ chứ mà cứ chơi như này là nguy hiểm lắm bạn vương văn của nó là em muốn học lớp huấn luyện viên anh giúp em với bạn vương văn bạn có thuộc một cái đội bóng nào hoặc là một cái liên đoàn bóng đá nào không bởi vì nếu không thì sẽ rất là khó bây giờ nói thật là mình muốn đi học dự thính thôi mà mình xin cũng khó chứ đừng Nguyễn Văn Nam chào em Hải Giờ anh mới vào và like luôn cho em Các bạn cùng like cho Minh Hải nhé Để Minh Hải có động lực để làm việc Nhiều hơn những chương trình hay Cảm ơn mọi người rất nhiều à, Huy Hoàng ở Hồ Khắc Ngọc Hôm nay sút quả quá hay Quả sút của Hồ Khắc Ngọc bóng đập cột bật ra Trời ơi tình huống đấy quá hay luôn Và đấy chính là cái hình ảnh của anh Vũ Hồng Việt Anh Vũ Hồng Việt muốn đưa những cầu thủ tấn công vào Chơi một cách xanh chín đấy, Thua thì thua luôn Còn nếu không thì sẽ giữ lại một điểm Hôm nay nói thật là nhìn ở điểm nào chúng ta cũng thấy ngày hôm nay có nhiều cái hay Thật sự là như thế Cảm ơn mọi người rất là nhiều Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều Bây giờ thì Minh Hải xin phép là dành thời gian để cho các bạn nghỉ ngơi Vì ngày hôm nay là thứ bảy Các bạn dành thời gian cho gia đình, cho bản thân Mình cũng xin phép là dừng luôn livestream tại đây Sau đó là mình sẽ ăn uống tí rồi về Hà Nội ngày mai thì các bạn sẽ có chương trình mình ghi nhận ở trên sân thiên trường và sau đó là sẽ là chương trình bạn hỏi vlog minh hải ra các bạn nhớ like cho minh hải nhớ comment với những cái đề tài mà các bạn quan tâm và minh hải sẽ còn trở lại với những chương trình hay nữa cảm ơn các bạn rất nhiều bây giờ minh hải xin được kính chào tạm biệt